Xin chào các bạn. Chào các bạn đã đến với kênh YouTube của Hậu Nha. Thì hiện tại mình đang có mặt tại 4000 của tỉnh Hậu Giang. Thì hôm nay mình đến đây để tiếp tục quay gửi đến các bạn cũng như là mọi người cùng xem là cẩu một cái dầm Super Party để mà phục vụ cái tuyến đường cao tốc từ Châu Đốc về Sóc Trăng ha. Thì trên màn hình nhỏ các bạn mọi người đang xem là hai chiếc sáng dây các bạn. Hai chiếc sáng dây này là có trọng tải là một chiếc 200 tấn các bạn. Còn cái chiếc vàng ở trên bờ này thì chiếc này được cẩu 100 tấn các bạn để gác những cái cây dầm Super Party như thế này. Thì hiện tại thì mấy anh đang chuẩn bị để mà phân luồng các bạn, để mà gác cái dầm lên ha. Thì mỗi khi gác cái dầm như thế này thì mấy anh sẽ phân luồng hai đầu các bạn. Đầu trên nè, ở đầu trên này là mấy anh không cho những cái phương tiện ghe hoặc xà lan gì qua lại luôn các bạn. Đầu dưới cũng vậy luôn nè. Hiện tại thì đầu dưới thì mấy anh một tí nữa mấy anh sẽ phân luồng không cho ghe qua lại luôn. Thì để gác được cái dầm này các bạn thì nói chung là mắt cũng công phu chứ không chơi đâu. Đó, mấy anh vận chuyển những cái chiếc xà lan bon nè. Hiện tại thì cái chiếc xà lan bon đang gời bến nè các bạn. Thì cây dầm này các bạn, chiều ngang là 2m5, chiều dài là 38m các bạn, chiều cao là 1m8, nặng 80 tấn ha. Quá là khủng khiếp cho một cây dầm Super Party các bạn. Đó, bây giờ là tàu kéo cũng chuẩn bị rồi nè. Đó, mấy anh đang chuẩn bị để mà cẩu lên các bạn. Rồi bây giờ là hai chiếc sáng dây 200 tấn các bạn bắt đầu hoạt động đây. Thì ảnh sẽ gác lên cái nhịp ở đây các bạn, nhịp cầu này ha. Không biết ảnh gáp bằng cách nào để mà di chuyển được cái dầm Super Party nặng 80 tấn ha. Thì mời các bạn mọi người xem hết video của mình nha. Tàu kéo thì cũng trang bị sẵn các bạn. Còn ở đây, còn phía đây thì có một chiếc xà lan không lưu thông được. Tại vì trên đó thì có mấy anh bên đường bộ, đường thủy các bạn sẽ phân luồng lại không cho tàu ghe qua lại ha. Xích vô để mà cẩu lên các bạn. Còn ở phía đây là nhà mấy chiếc xà lan không qua đâu các bạn ơi. Đó, bây giờ mình thấy cái chiếc sáng dây đang ve từ từ lại ha. Còn mấy anh, hai anh sáng dây thì cũng đã trang bị tư thế sẵn sàng. Cái anh sáng dây màu vàng này các bạn là anh sẽ hỗ trợ thôi ha. À, bây giờ mình sẽ trở lại cái dầm. Gió nó cũng hơi lắc, mong các bạn xem cũng thông cảm nha, giúp mình nha. Phía đây thì hai anh tàu kéo liên tục các bạn để mà đạp tới đạp lui đó, hỗ trợ để mà di chuyển được cái xà lan bon ha. Một đầu rồi, còn chắc mình cũng không biết là anh sẽ dùng cái cách nào đây các bạn. Mình cũng như các bạn rất là muốn tò mò đây.
rồi chiếc sáng dây kia là cũng đã móc lên các bạn. Bây giờ là sẽ di chuyển cái dầm Super T nặng 80 tấn ha. Đây. Thật sự chắc ở bên ngoài kinh khủng khiếp lắm các bạn. Cành ở phía trước bắt đầu di chuyển rồi nè. Di chuyển được cái dầm Super T như thế này các bạn thì cũng phải là kinh nghiệm với lại kỹ thuật nữa các bạn, chứ không hề đơn giản ha. Nặng 80 tấn mà cứ lơ lửng trên không như thế này là không hề đơn giản đâu các bạn. Cái này là anh trước chịu, bắt đầu anh ở sau lái rồi, quay rồi. Tấn như thế này các bạn mà mấy anh làm như là một cái phao, nói chung là như một cái phao mà lình bình đơn giản mà trên không nha. Đó, di chuyển lên rồi đó. Thì tiếng máy nó cũng hơi ồn, các bạn xem trên kênh không rõ thì cũng thông cảm giúp mình nha. Đó, bây giờ cũng quay đầu lại các bạn. Di chuyển như thế nào đây? Thì hiện tại thì xà lan các kiểu thì nói chung là không có, tạm thời là không có lưu thông qua cái đoạn đường này các bạn trong lúc này ha. Tại vì đang hoạt động như thế này thì không, mấy anh sẽ không cho ghe hoặc xà lan tàu đi qua lại luôn. Trên đây thì có hai anh chỉ đạo và điều khiển để mà đưa cây dầm Super T này lên ha. Thì đưa lên đâu vào vị trí hết các bạn. Nói chung là mọi thứ căn chỉnh tuyệt đối chầm chầm ha. Mấy anh mới dám đưa lên và đặt để mà gác lên ha. Chắc là theo mình nghĩ thì nếu mà để gác lên đó các bạn, sẽ có cái anh chiếc sáng màu vàng này nè, đây là sẽ cẩu để lên ha. Còn nhiệm vụ của hai anh sáng dây này, hai anh sáng này thì chắc có lẽ là theo mình nghĩ nha, theo mình đoán thì anh sẽ gác lên đó, còn nhiệm vụ thì có để hai anh sáng dây màu vàng trên kia ha. Thì mấy anh cũng đang chuẩn bị để mà bàn giao cho hai ánh sáng dây màu vàng ở trên bờ. Rồi bây giờ là anh sẽ tiếp tục. Hiện tại thì mình chỉ thấy có một cẩu thôi các bạn. Đó, bây giờ là anh sẽ để xuống. Như vậy là hai anh sáng dây 200 tấn này các bạn sẽ cẩu để lên bờ ha. Và hai anh màu vàng kia, hai anh 100 tấn, cẩu 100 tấn, sáng dây 100 tấn như thế này thì sẽ gác lên ha.
À, bây giờ là anh sẽ tháo cáp ra các bạn. Nói chung là nhiệm vụ của hai anh đến đó là hết rồi. Rồi bây giờ là anh sẽ di chuyển để lên các bạn ơi. Mình chưa thấy cái anh đầu đằng này nè, tại vì góc khuất quá là nhiều các bạn. Hiện tại thì ở phía bên trong đó các bạn, nói chung là nó cũng hẹp, thì mấy anh cần chỉnh tuyệt đối để mà nói chung cũng lái này kia các kiểu để mà đưa lên á, chứ không phải là để lên bờ gì là cẩu là lên đâu các bạn. Thì ở phía trên đây thì cũng có mấy anh đang để mà điều tiết các bạn, nói chung là để xử lý và để căn chỉnh các kiểu nó. Giờ mình sẽ quay trở lại cây dầm Sympathy cho các bạn mọi người xem. Đó, bây giờ là đã được cẩu lên các bạn, nói chung là cẩu với tốc độ từ từ, chung là cái này không có nhanh và vội vàng được đâu các bạn ơi. Mọi thứ đều phải tuyệt đối chầm chầm mới đưa lên và căn chỉnh đủ kiểu. Thì ở trên đây có một anh kỹ thuật để mà căn chỉnh, nói chung là nó sẽ có cái khớp như thế này nè các bạn, sẽ căn chỉnh tuyệt đối vô ngay ha, mới cho hạ xuống đặt. Đầu này cũng vậy các bạn. Thì mấy anh sẽ cẩu lên cao hút những nơi mà mấy anh đang đặt, rồi xong sẽ hạ xuống từ từ để mà căn chỉnh cho nó tuyệt đối ngay các bạn. Nói chung là tuyệt đối chăm chăm luôn á. Đầu đây cũng đã được nhắc lên cao này. Đang di chuyển từ từ nè các bạn. Để mình zoom gần cho các bạn mọi người xem. Anh sẽ đẩy tới, kéo tới. Thằng kia anh chạy lúp xúp ở trên kia. Nói chung là để di chuyển được một cái cây dầm Sympathy nặng 80 tấn như thế này các bạn, nên nói chung là không hề đơn giản đâu. Nói chung là mấy anh không có nhanh được, phải từ từ. Nói mấy anh sẽ gác để tạm lên trên này. Thank you.
Rồi bây giờ là đây, anh kỹ thuật sẽ được đưa và để xuống và căn chỉnh. Nói chung là mọi thứ ok hết rồi, mấy anh cho đặt xuống đúng vị trí mà nơi mà cần đặt ha. Đó, bên đây cũng vậy các bạn, thì gốc phức của cái sáng dây cũng đã mất cái đi cái hạn chế cái tầm nhìn này các bạn, nên mình không thấy được, không thấy rõ hai anh đang căn chỉnh ở phía bên đó ha. Mong các bạn xem thông cảm. Rồi như vậy là anh đã xong một cây các bạn. Bây giờ là tiếp tục cây thứ hai nha. Đang từ từ nhấc lên các bạn. Ghe nó mắc đi cây gốc phức rồi. Anh này đang lái vô nè. Chiếc xăng dây Hitachi. Đang từ từ di chuyển lên các bạn. Thì cũng như lần trước anh sẽ cẩu để gác lên bờ ha. Rồi anh sẽ giao cho hai anh kia. Hai anh cẩu 100 tấn cẩu màu vàng các bạn. Thì hiện tại thì anh cẩu màu vàng cũng đang trang bị ở phía trên bờ. Cẩu lên bỏ lên bờ xong rồi anh giao cho hai anh đó ha. Là nói chung là nhiệm vụ của hai anh sáng dây ở dưới xà lan bon thì chỉ cẩu lên tới đó thôi các bạn. Đang quay đầu lại nè. Thì để mà di chuyển được một cái dầm Superty như thế này nặng 80 tấn thì mấy anh không có tốc độ nhanh các bạn. Cứ từ từ ha, căn chỉnh tuyệt đối. Thôi giờ anh xoay đầu lại nè. Cây sáng dày phía bên đây à. Anh này thì anh kéo ra, anh kia thì anh lái cái đầu vô. Đầu này sẽ hạ từ từ xuống các bạn. Tại vì anh sáng dây nè, anh hết nói chung là anh cũng hết đát rồi.
anh sẽ để gác lên bờ ha, và anh sáng dây màu đỏ này anh sẽ đẩy vô từ từ. Hiện tại thì đã được gác lên bờ rồi. Giờ đưa lên nè, đang từ từ di chuyển vô các bạn. Anh này anh ngồi lên cái dầm luôn chứ. Anh ở phía dưới thì ra dấu hiệu các bạn. Sẽ tháo cáp ra để mà giao cho cái anh kia. Tại vì cái anh này là thì nói chung là cái độ dài của anh hết rồi các bạn. Nói chung anh cũng hết cần hết dây rồi. Tại vì anh là dưới một chiếc xà lan bon nữa, anh không có di chuyển được ha. Nên anh cần phải giao cho cái anh ở trên bờ để mà di chuyển. Bây giờ là tháo cáp ra. Bây giờ là anh di chuyển lên nè các bạn, để nâng lên để mà gác lên ha. Thì đầu kia thì anh sáng dây màu vàng chưa nâng lên các bạn, để cho anh này nâng lên cao và anh chỉnh, cần chỉnh ngay đâu đó tuyệt đối thì canh sáng màu vàng này anh mới nâng lên. Bây giờ là anh đang nâng lên các bạn, tại vì khuất cái chỗ sáng dây ở dưới nên góc nó không thấy hết. Sẽ cẩu lên cao hơn, cao tuyệt đối hơn các bạn, để khi mà hạ xuống đó, nó sẽ dễ hơn. Nói chung là mình căn chỉnh nó, mọi thứ nó dễ hơn các bạn. Đưa lên thì anh ở có một anh giám sát phía trên kia sẽ căn chỉnh đây các bạn. Thôi bây giờ là anh sẽ cho hạ từ từ xuống nè. Phía trên đó nó có cái khớp đó các bạn, để xuống cần chỉnh tuyệt đối thì ngay cái khớp. Nói chung là anh sẽ cần chỉnh đầu này trước rồi sẽ cần chỉnh cái đầu ở phía sau á, chứ mà cần chỉnh hai đầu một lượt thì nó rất là khó các bạn. Anh cần chỉnh ngắm nghía đủ kiểu hết rồi.
Như vậy là cái đầu này đã căn chỉnh xong. Cái đầu này nó khuất các bạn nên mình không thấy ha. Chung là cái nhịp này thì nói chung là nó gần ra tới xong rồi các bạn. Nhịp đây còn cái nhịp đây giữa xong nữa ha. Rồi có lẽ cái video mình cũng xin kết thúc video tại đây ha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.